nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu. Nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em. Phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về. Gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tên. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm. Cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em sẽ không phải mờ qua ngàn sóng gió. Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về. Gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tên. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm. Cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em sẽ không phải mờ qua ngàn sóng gió. Tình yêu đó em chỉ trao cho riêng người thôi. Chỉ trao cho riêng người thôi. Mãi yêu em thôi người có biết. Anh luôn mong chúng ta không rời xa nữa. Có em kề bên, tình anh và em sẽ không phải mờ qua ngàn sóng gió. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên, nguyện cho tình ta sẽ không phải mờ qua ngàn sóng gió. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thôi nổi ngoài như nhau. Em bảo quê anh, quê anh là quê mẹ. Anh bảo quê em là quê cha. Yêu nhau rồi, hai quê là một. Thương nhau rồi, nổi ngoại như Đoàn Thị Xuân Nhân là thân sinh của cô dâu Lê Nữ, trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị và quý vị đang được chào đón với thân sinh của chú rể Nguyễn Tiến và thân sinh của cô dâu Lê Nữ, với những nụ cười rạng ngời và những lời chào mừng thân thiện đang được dành tặng đến tất cả các quý vị quan khách và tân khách.
đến từ bốn bên hai họ gia đình. Những tình cảm đặc biệt của quý vị đang được dành tặng đến từ Già Hạnh Phúc đại gia đình họ nhà trai ngày hôm nay. Những ánh mắt, những nụ cười thân thương của quý vị hãy cùng hướng những tầm nhìn của mình lên sân khấu trang trọng để đón quân trong tình yêu ý nghĩa của tân lang và tân gia nhân, để chúng ta sẽ cùng chào đón tứ thân phụ mẫu của hai bên gia đình và sự đồng hành ngọt ngào của tân lang và tân gia nhân chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ. Và sẽ là một chào đón thật lớn của tất cả các quý vị để cùng chào mừng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đại gia đình họ nhà trai rất vinh dự và tự hào được chào đón tất cả các quý vị quan khách và tân khách. Chúng ta đã cùng có mặt và hiện diện tại không gian cưới trang trọng và ý nghĩa để đăng quang cho câu chuyện tình yêu của chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ ngày hôm nay. Và lúc này tứ thân phụ mẫu của hai bên gia đình chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ sẽ xin phép được ra mắt đến tất cả các quý vị thay cho những lời chào, những lời cảm ơn trân trọng. Kính mời quý vị để cùng chúc mừng cho ngày vui hạnh phúc của đại gia đình và nhà trai và tân lang và tân gia nhân. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay hai bên gia đình họ nhà trai và gia đình họ nhà gái, đặc biệt là chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ, rất vinh dự và tự hào được chào đón với sự hiện diện vàng ngọc của toàn thể các quý vị quan khách và tân khách. Lời cảm ơn chân thành và những lời mời sâu sắc nhất, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị đại diện cho hai bên gia đình họ nhà trai và nhà gái sẽ có đôi lời ngỏ đến toàn thể các quý vị. Trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cô, các bác, các anh, các chị và bạn bè thân hữu của đôi bên gia đình và của hai cháu Nguyễn Tiến và Lê Nữ, hôm nay hai gia đình chúng tôi long trọng tổ chức ngày hôn lễ cho hai cháu. Sự có mặt của tất cả các quý vị là niềm vinh hạnh và niềm vui của gia đình hai bên chúng tôi. Trước tiên cho phép tôi được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe và cũng nhân dịp năm mới, năm 2020, cho phép tôi được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các quý vị. Chúc một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, thành công và những điều tốt đẹp nhất. Và để chia vui, chúc phúc cho hai cháu Nguyễn Tiến và Lê Nữ cùng hòa chung không khí ngày hôn lễ của hai gia đình chúng tôi, rất trân trọng các vị đến dự và mời nước, sau đó dự bữa cơm thân mật để chúc phúc cho các cháu. Một lần nữa xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, và quý vị vừa đến với đôi lời ngỏ của vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình họ nhà trai và họ nhà gái. Xin phép được thay lời cho gia đình ông Nguyễn Xuân Thọ và bà Trần Thị Ngọc Lan là thân sinh của chú rể Nguyễn Tiến, và cũng xin phép được thay lời cho sự ủy quyền của gia đình ông Lê Văn Đào và bà Đoàn Thị Xuân Nhân là thân sinh của cô dâu Lê Nữ xinh đẹp ngày hôm nay, với những lời phát biểu trang trọng, những lời ngỏ ý nghĩa đã được dành tặng đến toàn thể các quý vị quan khách và tân khách. Và sau đó ông đã có những lời phát biểu và những lời cảm ơn chân thành đến tấm chân tình của toàn thể các quý vị đã cùng hiện diện, cùng đồng hành và cùng truyền tải những giá trị của yêu thương và hạnh phúc gia đình. Và lúc này chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn với tứ thân phụ mẫu hai bên gia đình, và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trở về với vị trí bàn tiệc an toàn của mình và tiếp tục những câu chuyện vun đắp, xây đắp hạnh phúc cho hai con của mình. Trân trọng kính mời. Chúng ta sẽ cùng vừa dùng tiền và chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt và nụ cười của mình trở lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng chứng kiến với chương trình tổ chức đại lễ thành hôn của chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ ngày hôm nay. Họ nhà trai và họ nhà gái cũng như ekip thực hiện chương trình, đặc biệt là chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ, xin được gửi tới tất cả các quý vị lời kính chúc cho một năm mới an khang thịnh vượng, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta là một hành trình và mỗi ngày trôi qua
Điểm đích đến đó chính là những giá trị của yêu thương và hạnh phúc ngọt ngào. Và ngày hôm nay, trải qua một hành trình của yêu thương đong đầy, nhưng cũng đầy những thử thách và chông gai, dưới sự vun vén và tác hợp của hai bên gia đình, dưới sự giúp đỡ của những người bạn bè đồng nghiệp, và đặc biệt hơn nữa là sự chuẩn uy của các cấp chính quyền địa phương, thì chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ, họ đã chính thức nên duyên vợ chồng trước sự chứng kiến của đôi bên gia đình, trước sự chứng kiến của tất cả các quý vị quan khách và tân khách đến từ bốn bên hai họ gia đình. Hai bên gia đình đã điền đầy đủ những thông tin cần thiết của mình vào cánh thiếp hồng và trao đến tận tay toàn thể các quý vị quan khách và tân khách. Và ngày hôm nay, chính lý do đó đã đưa quý vị trở về với không gian tiệc cưới trang trọng hạnh phúc đại gia đình họ nhà trai để cùng chung dự, cùng chứng kiến và cùng đồng hành với những khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào trong câu chuyện tình yêu và mái ấm gia đình của chú rể Nguyễn Tiến, cô dâu Lê Nữ, và cũng là những lời chúc mừng ngọt ngào của quý vị dành tặng đến niềm vui, hạnh phúc và mối quan hệ mới của hai bên gia đình. Và kính thưa quý vị, lúc này chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt của mình trở lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng đến với những ý thức trang trọng và ý nghĩa trong chương trình tổ chức đại lễ thành hôn của tân lang và tân gia nhân. Và kính thưa quý vị, trên đôi tay ngọc ngà của chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ đang cùng lồng vào với đôi vòng nhẫn cưới nhỏ xinh, biểu tượng cho tình nghĩa vợ chồng và hạnh phúc mà lời thề của anh chị đã được thực hiện tại nhà thờ với một lễ cưới trang trọng đã được diễn ra, và điều đó cũng đã được chứng kiến với tất cả các quý vị quan khách và tân khách. Và đôi vòng nhẫn cưới đó đã chứng minh rằng họ đã chính thức nên vợ thành chồng với tình nghĩa vợ chồng bền chặt và sắt son. Và kính thưa quý vị, lúc này chúng ta xin mời Nguyễn Tiến và Lê Nữ, anh chị sẽ cùng tay trong tay nhau tiến đến với thắp bánh kem tình yêu để cùng chung chia những khoảnh khắc ngọt ngào và ý nghĩa trong câu chuyện tình yêu mái ấm gia đình. Kính thưa quý vị, với những tầng bánh kem ngày hôm nay, nó thể hiện cho sự ngọt ngào, ý nghĩa, sự no đủ trong câu chuyện tình yêu, hạnh phúc, hôn nhân, mái ấm gia đình. Nó là nền tảng cho tương lai, một chân trời mới sẽ được mở ra trong câu chuyện tình yêu, hạnh phúc và mái ấm gia đình Nguyễn Tiến và Lê Nữ. Xin mời tân lang và tân gia nhân sẽ cùng tay trong tay tiến đến với tháp ly rượu tình yêu để cùng chung tay khui rượu champagne chúc mừng cho ngày chung đời. Và chiếc rượu champagne từ đầu tiên đã được chú rể Nguyễn Tiến khui ra trong sự cổ vũ và động viên của toàn thể các quý vị. Tân chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ. Còn gì ngọt ngào hơn là mái ấm gia đình và hạnh phúc yêu thương. Và kính thưa quý vị, lúc này chúng tôi cần lắm với một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng chúc mừng. Những dòng rêu đào ngày hôm nay như những con suối mát lành từ sông chảy ra biển lớn, với tình yêu, với hạnh phúc, với ngọt ngào, với màu tím thủy chung của rượu đào, nó thể hiện cho tình nghĩa vợ chồng son sắt. Xin cảm ơn tân lang và tân gia nhân với những khoảnh khắc thật ngọt ngào và ý nghĩa đã được thực hiện trên sân khấu trang trọng. Và xin mời anh chị sẽ cùng nâng lên hai ly rượu nhỏ xinh của cuộc đời mình và trở lên với sân khấu trang trọng để đáp ơn cho tình yêu ý nghĩa của anh chị ngày hôm nay, để cùng nhau rót vào những ly rượu, cùng nhau tạo nên một bầu không khí tuyệt vời, cùng nhau khoác tay để uống ly rượu xa môi trong ngày hạnh phúc và chung đôi. Chào mừng
sự hiện diện và đồng hành của toàn thể các quý vị ngày hôm nay. Thì lúc này chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc thật ngọt ngào và ý nghĩa mà đại gia đình Hòa Nhà Trai xin phép được dành tặng đến tất cả các quý vị, thay cho những lời chào mừng, những lời cảm ơn chân thành của chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ, cũng như hai bên gia đình họ nhà trai và họ nhà gái. Mai Linh, người em của chú rể Nguyễn Tiến, với một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh, ca khúc Khách Đến Chơi Nhà sẽ được gửi tới tất cả các quý vị. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Chào tay thật lớn của tất cả các quý vị đã cùng dành tặng đến Mai Linh, người em của chú rể Nguyễn Tiến, với những lời chào mừng chân thành của đại gia đình họ nhà trai và đại gia đình họ nhà gái. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục nâng lên những chén rượu hồng để cùng gửi những lời chúc mừng ngọt ngào và ý nghĩa dành tặng đến câu chuyện tình yêu hạnh phúc trăm năm của chú rể Nguyễn Tiến, cô dâu Lê Nữ, và những lời chúc mừng ngọt ngào của quý vị sẽ được dành tặng đến niềm vui hạnh phúc và mối quan hệ mới của hai bên gia đình. Và tiếp tục sẽ là những giai điệu âm nhạc được vang lên trong những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới 2020 với giọng hát của nữ ca sĩ Hà Vân, người cô của chú rể Nguyễn Tiến, sẽ gửi tới tất cả các quý vị những giai điệu âm nhạc thật ngọt ngào và ý nghĩa. Trân trọng kính mời. Vâng, một lần nữa cho phép Hà Vân xin gửi tới lời chào và lại một lời chúc và một lời chúc phúc cho đặc biệt là cho hai cháu. Hôm qua thì cô Hà Vân đã hát và cũng đã chúc hai cháu rất nhiều. Hôm nay thì lại có những quan khách mới lại đến với anh họ chị Lan và đặc biệt là chúc phúc cho hai cháu. Và cô chú cũng từ Hà Nội về để chúc phúc hai cháu. Không biết nói gì là sẽ gửi mấy bài hát để là dành coi như là một tấm lòng của cô Hà Vân, cầu mong hai cháu trong năm hạnh phúc với bài hát vui trong ngày cưới. Xin mời quý vị và cùng thưởng thức nhạc phẩm này. Đặc biệt cô dâu chú rể nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ là những người ngọt ngào và hạnh phúc, nhưng cũng ngọt ngào và hạnh phúc không kém là những người thân yêu trong hai bên gia đình họ nhà trai và nhà gái, đặc biệt là các quý vị đến từ đại gia đình họ nhà trai, những người thân yêu với những điểm ngọt ngào, ý nghĩa và những lời chúc mừng. Và kính thưa quý vị, sinh con ra mong con lớn từng ngày, và ngày hôm nay đây các con của mình đã thực sự trưởng thành, có cho mình những niềm vui, những niềm ngọt ngào và một mái ấm gia đình, thì những nụ cười của bố mẹ lại càng rạng ngời hơn nữa. Và lúc này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời lên với sân khấu trang trọng, đó là sự đồng hành và hiện diện của ông Nguyễn Xuân Thọ và bà Trần Thị Ngọc Lan, là thân sinh của chú rể Nguyễn Tiến, và tới đây cũng sẽ là bố mẹ hết mực yêu thương của cô dâu Lê Nữ, sẽ cùng trở lên với sân khấu có những tình cảm và những món quà sẽ được dành tặng đến hai con. Trân trọng kính mời. Sau những tháng ngày sinh thành dưỡng dục, thì ngày hôm nay đây nhìn thấy các con của mình đã thực sự trưởng thành, có cho mình những niềm ngọt ngào, những yêu thương, những hạnh phúc, thì những nụ cười của bố mẹ lại càng rạng ngời và ý nghĩa hơn nữa. Và quan niệm của người Việt Nam chúng ta, con cái chính là tài sản vô giá của bố mẹ. Và lúc này đây, với tài sản vô giá của ông Nguyễn Xuân Thọ và bà Trần Thị Ngọc Lan, đó chính là chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ, đang được đón nhận với những tình cảm ngọt ngào và ý nghĩa của thân sinh chú rể Nguyễn Tiến, đang dành tặng đến tân lang và tân gia nhân với những lời chúc mừng ngọt ngào và ý nghĩa. Và quý vị thân mến, sự lựa chọn hợp lý lúc này sẽ là một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để cùng chúc mừng. Chân thành cảm ơn với những tình cảm, những nụ cười ngọt ngào, rạng ngời và hạnh phúc của ông Nguyễn Xuân Thọ và bà Trần Thị Ngọc Lan, là thân sinh của chú rể Nguyễn Tiến, và tới đây cũng sẽ là bố mẹ hết mực yêu thương của cô dâu Lê Nữ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu, đó là sự đồng hành của em gái chú rể Nguyễn Tiến, sẽ có những tình cảm và những món quà để cùng dành tặng đến anh chị của mình trong ngày hạnh phúc và ngọt ngào. Chào đời, mẹ đang nói niềm vui chào xuân ngập trời, tặng bằng yêu thương của cha đã dành để cho mai bắt từng ngày qua phong lớn lên. Và đó chính là những tình cảm ngọt ngào và ý nghĩa của em gái chú rể Nguyễn Tiến đã được dành tặng đến anh chị của mình trong ngày hạnh phúc và ngọt ngào, trong ngày chung đôi. Quý vị đã được chào đón một hình ảnh rất tuyệt vời, rất đẹp trong không gian hạnh phúc trang trọng ý nghĩa của chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ, với sự hiện diện của đại gia đình họ nhà trai ngày hôm nay, với những hình ảnh đẹp nhất, những nụ cười rạng ngời. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và lúc này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và mời lên sân khấu, đó là những đại diện của gia đình đình lời chú rể Nguyễn Tiến, xin trân trọng kính mời với những tình cảm và những món quà của quý vị sẽ được dành tặng đến tân lang và tân gia nhân. Tiến và cô dâu Lê Nữ đang được đón nhận với những tình cảm của những người thân yêu trong gia đình, và lúc này là đại diện của gia đình bên nội với những tình cảm và những món quà thực sự ý nghĩa đã được dành tặng đến hai người cháu của mình với những lời chúc mừng, những lời căn dặn yêu thương và ngọt ngào. Và xin cảm ơn với những chào pháo tay thật lớn của tất cả của quý vị ạ. Và chúng tôi xin được trân trọng mời với những đại diện tiếp theo ạ. Và lúc này chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu với những tình cảm, những món quà với phần đại diện của gia đình bên ngoài, chú rể Nguyễn Tiến sẽ được dành tặng đến tân lang và tân gia nhân. Trân trọng kính mời. Ngọt
ngào và ý nghĩa với những khoảnh khắc của mùa xuân. Một bức tranh ngọt ngào về hạnh phúc của mùa xuân đang được vẽ nên với không gian hạnh phúc đại gia đình Hò Nhà Trai, với những nụ cười rạng ngời của những người thân yêu trong gia đình và của tất cả các quý vị quan khách và tân khách, đặc biệt là với những món quà ý nghĩa mà tất cả những người thân yêu trong gia đình của chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ đã cùng dành tặng đến tân lang và tân gia nhân. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời với những món quà tiếp theo ạ, của những người thân yêu trong đại gia đình Hò Nhà Trai, với những tình cảm ngọt ngào đang được dành tặng đến chú rể Nguyễn Tiến, cô dâu Lê Nữ. Và ngập tràn trên không gian hạnh phúc trang trọng và ý nghĩa không gian tiệc cưới của đại gia đình họ Nhà Trai với gia đình ông Nguyễn Xuân Thọ và bà Trần Thị Ngọc Lan. Đó chính là thân sinh của chú rể Nguyễn Tiến và cũng là bố mẹ hết mực yêu thương của cô dâu Lê Nữ. Những tình cảm ngọt ngào của những người thân yêu đang được dành tặng qua Nguyễn Tiến và Lê Nữ được truyền tải với những món quà thực sự ý nghĩa và ngọt ngào. Và chúng tôi xin mời những món quà tiếp theo ạ. Xin được trân trọng giới thiệu với món quà của em gái Linh Chi sẽ được dành tặng đến chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ. Là những món quà rất ý nghĩa của những người thân yêu trong gia đình chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ. Ngày hôm nay chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ đang được đón nhận với rất nhiều những tình cảm và những món quà ý nghĩa của toàn thể những người thân yêu trong gia đình cũng như tất cả các quý vị quan khách và tân khách. Và xin mời quý vị ạ, chúng ta quý vị nào còn những món quà ý nghĩa thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trở lên với sân khấu trang trọng ngày hôm nay. Và lúc này thì quý vị có muốn đón nhận một điều gì đó từ chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ không ạ? Kính thưa quý vị, và lúc này thì chúng tôi muốn rằng trong những điểm ấm áp, yêu thương và trong những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới 2020 thì chú rể Nguyễn Tiến sẽ dành cho cô dâu Lê Nữ một cái ôm thật nhẹ nhàng và một nụ hôn ngọt ngào trước sự tình kiến của tất cả các quý vị, với một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị để cùng cổ vũ nào. Xin mời và giai điệu của âm nhạc sẽ được lên ngôi trong những khoảnh khắc hạnh phúc và ngọt ngào này. Xin mời chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ hãy cùng dành cho chúng tôi những khoảnh khắc ngọt ngào và ý nghĩa nhất ngày hôm nay. Và cần lắm với một tràng vỗ tay của quý vị để cùng chúc mừng cho ngày chung đôi. Xin cảm ơn chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ với những khoảnh khắc quá tuyệt vời đã được dành tặng trên sân khấu trang trọng và ý nghĩa tại đại gia đình họ Nhà Trai ngày hôm nay. Và lúc này để gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến sự hiện diện của tất cả các quý vị quan khách và tân khách và đón nhận những lời chúc mừng của toàn thể các quý vị thì xin mời chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ sẽ cùng tới với từng bàn tiệc trong bữa tiệc chúc mừng hạnh phúc cho buổi lễ đại thành hôn trọng đại và ý nghĩa trong cuộc đời của anh chị ngày hôm nay để dành những chén rượu hồng thay cho những lời chào, những lời cảm ơn chân thành và cùng đón nhận với những lời chúc mừng của toàn thể các quý vị. Xin mời với những chén rượu hồng sẽ được dành tặng đến tất cả các quý vị thì ekip thực hiện chương trình xin phép được quay trở lại với những giai điệu âm nhạc sẽ được vang lên. Một con dâu thích lên rừng nghĩa là xuống bể, nếu mà xuống bể thì xuống biển chúng ta hát bài tình ca biển bạc đầu sáng, nếu mà lên rừng thì gặp đồng rừng mơ để chúc được con dâu sẽ được thưởng thức những trái mơ và đồng rất là tuyệt vời để báo hiệu một tin vui đến với hai người. Và ca khúc này thì hai bác cháu tôi sẽ được thể hiện sân khấu, chúng tôi là những người không hát chuyên nghiệp, mời xin quý vị một tràng vỗ tay và cổ vũ cho bác cháu tôi.
âm nhạc thật tuyệt vời mà người cô của chú rể Nguyễn Tiến đó chính là nữ ca sĩ Hà Vân đã dành tặng đến tất cả các quý vị quan khách và tân khách, đặc biệt là cùng truyền tải qua những giai điệu âm nhạc với những lời chúc mừng của cô Hà Vân đã được dành tặng đến chú rể Nguyễn Tiến. Và cô dâu Lê Nữ ngày hôm nay cũng chính là những phần hòa thanh, những thanh âm cuối cùng trong chương trình tổ chức đại lễ thành hôn trang trọng, ý nghĩa và ngọt ngào của chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ. Một lần nữa, chúng tôi ekip thực hiện chương trình xin được trân trọng thay lời cho đại gia đình hòa nhà trai, đại gia đình hòa nhà gái, chú rể Nguyễn Tiến và cô dâu Lê Nữ xin được chân thành cảm ơn với những ánh mắt, những nụ cười thân thương, sự đồng hành ngọt ngào của tất cả các quý vị đã cùng truyền tải và lan tỏa những giá trị của yêu thương và hạnh phúc gia đình. Và xin chúc tất cả các quý vị chúng ta sẽ có những khoảnh khắc đầu tiên của năm mới 2020 thật ngọt ngào, ý nghĩa và thành công. Và xin chúc quý vị chúng ta sẽ có được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Trân trọng cảm ơn. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba yo, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thơm. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, yo! Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha, ok. Không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý. Và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chấm đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa
chợt nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi thì lâu đài mãi